Vâng, xin kính chào toàn thể quý vị khách hàng và con cô bác đã quay trở lại kênh cô bán của em trong ngày hôm nay. Và con cô bác mình đi đâu mà vội mà vàng dừng chân ghé lại gian hàng xe hơi của em để mình tham khảo, cũng như là mình lựa chọn những chiếc xe mà nó ưng ý, những chiếc xe vừa túi tiền của nhà mình. Vâng, mấy ngày hôm nay cái lượng xe cửa hàng em về rất là nhiều luôn, nhiều dòng xe mẫu mã đa dạng khác nhau để bà con chúng ta có thể tham khảo và lựa chọn bà con nhé. Mức giá tiền rẻ nhất thì con xe cũng chỉ có hơn 50 thôi. Điển hình như là Matiz hoặc là Spark cũng chỉ có vài chục triệu. Còn nếu bà con tầm tiền nhiều hơn, hơn 100 hoặc là hơn 2-300 hoặc là 4-500, đời cao 2018, 2019 hoặc là 2020, thì cửa hàng em đang có rất là nhiều luôn. Đầy đủ các dòng xe mẫu mã để phục vụ cho bà con. Ai mà đang có nhu cầu mua một chiếc xe để tránh mưa, tránh rét, cũng như là phục vụ sắp sửa về Tết dương lịch cũng như là Tết âm lịch thì có thể bớt chút thời gian đến cửa hàng bên em. Vâng, lượng xe thì mọi người có thể nhìn này, đấy, em rất nhiều mọi người nhé. Nếu mọi người thiện chí thì hãy liên hệ cho em qua hai số hotline 0906034285 hoặc 0397265286 mọi người nhé. Địa chỉ của em thì nằm ngay trên mặt đường quốc lộ 10 gần ngã tư Quán Toan thôi. Bà con mình có thể đi xe nhà hoặc đi xe khách thì đều khá là thuận tiện. Bây giờ thì em sẽ đi báo giá lần lượt luôn cho bà con chúng ta xem. Dạ vâng, như chiếc đầu tiên đây là một chiếc xe Toyota Vios bản G. Bản G là bản cao cấp nhất mọi người nhé, 2014 máy chấm 5. Chiếc xe này thì mang biển kiểm soát Hải Phòng mọi người ạ. Nguyên bản của dòng xe Vios G nó sẽ có đèn bi nguyên bản, rồi điều hòa auto, ghế da nguyên bản từ lúc nhà sản xuất đến bây giờ. Đăng kiểm đến tháng 4 năm sau, cam kết cho mọi người là máy zin, keo chỉ zin. Giá bán hiện tại chỉ có 319 triệu đồng mọi người nhé. Vios G 2014 khá rất là đẹp luôn. Tiếp tục đây là một chiếc xe Hyundai Avante 2014, một chiếc xe tầm tiền cũng chỉ hơn 200 thôi. Xe thì có dịch vụ nhưng mà tư nhân rồi mọi người nhé. Đấy, dịch vụ tư nhân rồi, biển Quảng Ninh. Đấy thì giá con này em đang bán là 226 triệu đồng thôi. Cruise 2016 tự động, máy chấm 8 phong mới. Vì cái dòng này thì bắt đầu từ cuối 2015 thì nó sẽ được lên cái phong này. Xe thì có đèn bi, đèn led, rồi là cửa lock, điều hòa auto, đề lổ 295 mọi người nhé. Vios, một chiếc xe đến từ thương hiệu của Nhật, được mệnh danh là một chiếc xe lồi đồng cối đá rất là bền bỉ luôn. Lốp dép dày cũng như là màn hình cam, màn hình Android xịn sò này. Ghế kiệp cũng còn rất là mới, đăng kiểm tháng 11/2024. Giá bán hiện tại con này chỉ có 265-68 triệu đồng thôi mọi người nhé. Tiếp tục đây là một chiếc xe Cruise 2018 số sàn chấm 6, một mẫu xe gia đình sử dụng, không dịch vụ, không taxi, tư nhân một chủ từ đầu luôn. Con này có điều hòa auto rồi máy zin, keo chỉ zin mọi người nhé, 295 thôi. Vâng, cả mã số tự động 2014 có thể bản 2.0 là bản cao cấp nhất này, có ghế điện rồi là cửa lock rồi là đèn bi, cảm biến trước, cảm biến đằng sau. Giá hiện tại của chiếc xe phân khúc hạng C này thì là 360 mọi người ạ. Ford Mondeo 2005 số tự động bản V6 mọi người nhé, biển 28 Hòa Bình, 128 triệu. Vâng, với chiếc xe Innova, con này là Innova 2014 bản E, xe gia đình mọi người nhé, 339 triệu, biển Hải Phòng. Còn con này thì 2014 bản E, xe gia đình, màu vàng cát, biển Hà Nội, 312. Vâng, 7 chỗ máy dầu Ford Everest sản xuất năm 2008, tự động 2.5. Biển Hà Nội mọi người nhé. Con này thì mọi người mua công trình công chiều thì phải nói là rất là ok, và tầm tiền thì chỉ có 248-45 triệu thôi. Đấy, rất rẻ. Và với chiếc xe 7 chỗ 100 triệu Vivante số sàn 2008 này mọi người. Đây, Vivante số sàn 2008 100 triệu. Con này thì Vios G 2019 mới về cửa hàng bên em mọi người nhé. 2019 mới về cách đây vài ngày thôi, tự động. Máy chấm 5.
Form này form mới mọi người ạ. Trang bị máy eco điều hòa auto. Thế thì giá của con này em đang bán là hơn 400 thôi mọi người nhé, hơn 400 thôi. Cứ hồ sơ rồi, mọi người chỉ việc vào tên thôi, để rất nhanh. Tiếp tục đây là một chiếc xe Innova 2015 bản G mọi người nhé, động cơ 2.0. À quên là 2000, đúng rồi con này 2015 bản G chứ, biển Thái Bình thì mọi người nhé. Đấy, với giá bán là 285 triệu đồng thôi. Đấy. Với chiếc xe Vios bản E 2013, một mẫu xe gia đình sử dụng, thì nó có được trang bị la-răng thâm rồi này, đèn chì này, giúp hồ sơ cầm tay rồi. Giá loanh quanh chỉ có hơn 2 đồng một chút thôi. Innova bản G 2009 mọi người nhé. Con này có dịch vụ và tư nhân rồi, biển Hải Phòng, có đèn bi, đây là chủ xe người ta độ, ký nỉ nguyên bản, giá hơn 200 một chút. Innova 2016 bản em mọi người nhé. Form này form mới, quay là xe gia đình, biển Đồng Nai, em rút hồ sơ rồi, 450. Một chiếc xe Innova 2014 tự động máy 2.0 biển 30A mọi người nhé. Và giá bán hiện tại con này là 389 triệu đồng. Karian, một chiếc xe 7 chỗ đến từ thương hiệu của Hàn ạ. Con này thì nó về cửa hàng em cũng rất là lâu rồi, em đang trong quá trình cắt lỗ mọi người nhé. Trước là 320 nhưng bây giờ bán thì cứ có 260 thôi. Một chiếc xe đến từ thương hiệu của Nhật, Mitsubishi. Con này sản xuất năm 2009, số tự động mọi người nhé, máy 2.5. Giá thì chưa đến 200 đâu ạ. Innova bản G 2010, mặc dù là xe dịch vụ nhưng mà được ra tên tư nhân rồi, và xe còn rất đẹp mọi người nhé, 228. Vâng, Vivante số tự động mọi người ạ, 2008 mọi người nhé, giá chỉ có hơn trăm thôi. Còn con này thì i10 2016 mới về cửa hàng em này, 2016 nó giúp hồ sơ rồi, giá thì cũng chỉ loanh quanh tầm 189 triệu, được lên đăng đúc dịch vụ, nhưng mà quan trọng là xe cũng còn ok mọi người nhé, và tầm tiền cũng khá là hợp lý đây. Tiếp tục đây là một chiếc xe Cruise 2017 số sàn máy chấm 6 biển Quảng Ninh màu trắng. Tên tư nhân mọi người nhé. 279 thôi. Bên đây thì là một chiếc xe i10 mang biển Thái Bình này, con này mới về cửa hàng bên em ạ. À. i10 mọi người nhé, rất là nhiều i10 luôn. Bây giờ thì cái dòng xe i10 Moling thì tầm tiền hơn trăm và mọi người dễ dàng chúng ta có thể mua sử dụng. Đấy, vì tầm tiền này nó hợp lý, năm nay kinh tế khó khăn. Con này thì Innova biển Thái Bình mọi người, cũng mới về cửa hàng em thôi. Do là mấy ngày hôm nay em bị cảm, em ở nhà ấy là giá thì cũng chưa cập nhật hết mọi người nha. Nếu mọi người đang có nhu cầu về chiếc xe Innova biển Thái Bình này, form này chắc là form cũ thôi, để em kiểm tra xem là con này là đời bao nhiêu mọi người nhé. 2007 mọi người nhé, 2007 đấy, 2007 bản G mọi người ạ, chắc là giá rất rẻ thôi đấy, chỉ hơn trăm thôi mọi người ạ. Con Spark này thì sáng nay em cũng đã nhận cọc tạm ngừng giao dịch rồi, bán về Vĩnh Phúc mọi người nhé, Phú Thọ Vĩnh Phúc gì đấy ạ. Vâng, Rio 215 số tự động, máy chấm 4 30 triệu thôi, biển Hải Phòng. Còn con này thì Spark 2009 68 triệu, màu xanh lá chuối biển Hà Nội này. i10 2013 form này là form cũ mọi người ạ, dịch vụ nhưng mà tư nhân rồi, biển Hải Phòng. Giá bán là 135. Cerato 2009 2010 chứ 2010 số tự động máy chấm 6 mọi người nhé, có cửa lock rồi đề lỗ,
cũng như điều hòa auto 252. Daewoo Lachetti bản Series X được sản xuất năm 2010, động cơ máy 1.6 tự động biển Quảng Ninh. Với giá bán của con này là 185 triệu thôi. Vâng, i10 2015 máy chấm 0, dịch vụ tư nhân rồi, 168 này. Kia Forte sản xuất năm 2013, động cơ máy 1.6 mọi người nhé, tin tư nhân, xe gia đình. Em đang trong quá trình cắt lỗ xuống còn có 240 triệu thôi. Vâng, với chiếc xe Civic Civic tự động người như 2.7 bản 2.0, con này cũng về rất là lâu rồi, em cắt lỗ còn 199 nhá. Tiếp tục đây là chiếc xe i10 số tự động mọi người ạ, 2015, động cơ cũng là 1.0. Đấy, chiếc xe này thì mang biển Hải Phòng 15A33137, có đèn gầm đóng đúc rồi, như là có màn hình các kiểu rồi mọi người ạ. Máy chấm 0 cũng kêu hàng với lệ con này cũng rất là ít thôi. Và giá hiện tại con này thì cũng chỉ có 265 thôi mọi người nhé. Avante số tự động 212, biển Hải Phòng, cửa lóc rồi ghế da xịn sò, điều hòa auto, giá chỉ có tầm 279 thôi. Chúng có cò rồi mà. Vâng, với chiếc xe i10 bản đủ 2014 này, chăm xe anh ơi, biển Thái Bình mọi người nhá, có đèn gầm đang đúc rồi, cảm biến mở cửa để lộ. Đấy, anh đến điện cho ai chưa? Thì giá hiện tại con này em đang bán chỉ có 179 triệu thôi. Tiếp tục đây là chiếc xe Kia Morning số tự động mọi người nhá, 2019 mọi người, 2019 số tự động và giá thì chưa đến 300 đâu. Kia Morning 2012, một mẫu xe tập lái 90/100, rút hồ sơ rồi mọi người nhé. Ấy tầm tiền hơn 100 thôi. Đấy, mọi người mua một chiếc xe số tự động này cực kỳ hợp lý này. Đấy, cơn số ngọt ngào như là có màn hình cam lùi, cảm biến lùi, đăng kiểm cũng vẫn còn. Giá thì chỉ có 101 thôi. Ở con này thì Morning tự động 2008 này, được trang bị điều hòa auto nhưng mà số thì vẫn là số thẳng mọi người nhé, không phải là zig zag. Và giá hiện tại con này thì chỉ có 158 triệu đồng này. I10 I10 sản xuất năm 2015 mọi người nhé, máy chấm 0, giá thì cũng chỉ tầm 168-65 triệu thôi. Tiếp tục đây là một chiếc xe I10 mọi người ạ, màu bạc mọi người nhé, màu bạc bản đủ 2014 mọi người nhé, 2014 giá cũng hơn 100 thôi. Tên công ty em đang làm thủ tục rút hồ sơ rồi. Morning bản Sport 2012 128 triệu. Còn còn lại thì Spark 2013 này. Form này là form mới, form siêu nhân nhưng mà là bản thiếu, taxi ra biển Hải Dương 119 triệu. Còn con này thì BED 2011 mọi người nhé. Đấy, 2011 và giá thì con này cũng chỉ có hơn 60 thôi. Đấy, con Spark ngoài đây thì cũng mới về cửa hàng bên em. Đấy, chứng mà 7 mấy triệu đồng mọi người ạ, 76 triệu người nhà 2010. Morning 24 em nhận cọc tạm ngừng giao dịch rồi. Tiếp tục đây là một chiếc xe i10 mọi người nhá. Đấy, Hyundai Grand i10 sản xuất năm 2016 với động cơ máy 1.0, tên tư nhân biển Hải Phòng, có màn hình Android rồi, đã lên nào đang đúc rồi, đăng kiểm 2 năm mọi người nhá, tháng 12 2025 mới hết đăng kiểm cơ. Và giá hiện tại con này chỉ có 182 triệu, rất rẻ mọi người nhá. Vâng, dạo này thì cửa hàng em cũng bán rất là chạy xe cho nên là cái số lượng xe cửa hàng em cũng khá là vã. Chứ còn nếu mà thời điểm mà xe mà mua được nhiều ấy, nó phải kín bãi cơ. Vâng, tiếp tục đây là chiếc xe Vios này thì em nhận cọc hôm qua rồi mọi người nhé. Nhận cọc tạm ngừng giao dịch rồi. Một cặp Forlanger mọi người ạ.
một cặp Forlanger 2002, một con bản đủ, một con bản thiếu và giá cũng chỉ xem nhau thôi, hơn 90 mọi người nhé. Đấy, mọi người mua thì cứ ra giá bằng nhau 90 cho một cặp Forlanger này. Tiếp tục trên đây là một chiếc xe đa Ugen chuyên nghiệp, sản xuất năm 2010, máy chấm 2, giá thì cũng chỉ tầm 135-332 thôi. Toyota Vios sản xuất năm 2010, bản limo và đã được lương kịch 159 triệu mọi người nhé. Vâng, Hyundai Verna 2008, máy chấm 4, dịch vụ và tư nhân rồi. Em đang cắt lỗ xuống còn 119 triệu. Kia Rio mọi người nhé. Đấy, một chiếc xe Kia Rio 2016 số tự động, giá loanh quanh tầm 209. Mazda 3 2009, động cơ 2.0, 219 triệu thôi. Và ở Kia Cerato 2009 đăng ký bánh 2010 số tổng máy chấm 6 mọi người nhé, biển Hà Nội 239 triệu đồng. Hyundai Avante sản xuất năm 2013 mọi người nhé, dịch vụ tên tư nhân, màu trắng xị nguyên bản không đổi màu và giá là 226 triệu thôi. Còn đây là City 2014 này, số tự động máy chấm 5 mọi người ạ. 336 triệu, biển Hà Nội, và em đang giảm xuống con 329 này. Tiếp tục đây là một chiếc xe Vios nữa, biển Thái Bình mọi người nhé. Chiếc xe limo mọi người 2010 và giá lên quanh chỉ có hơn 100 thôi. Đây, rất rẻ mọi người ạ. Bên cạnh ngoài đây là một chiếc xe tầm tiền hơn 100 thôi, mới về quán anh em. Anh em đang dọn dẹp này mọi người. Lau chùi sơ qua. Daewoo Lachetti 2011, xe gia đình mọi người nhé, máy chấm 6. Ở đây giá hiện tại con này thì chỉ có tầm 132-135 thôi. Đấy, rất đẹp mọi người nhé, đăng kiểm còn, biển Hà Nội, tên tư nhân. Và đây là chiếc xe Cruise 2015, số tự động, máy chấm 8 mọi người nhé. Form này là form cũ, cuối 2015 thì sẽ lên form mới, giá là 279. Cuối cùng là chiếc xe Samsung SM3 2014 mọi người nhé, tự động chấm 6, nhập Hàn, biển 26A16902 và giá con này thì chỉ có 258 triệu thôi. Và chiếc xe City này thì mới về cửa hàng bên em mọi người ạ. Đấy, City mới về mọi người nhé, giá thì chắc là trên đầu bảng xe đây. Đấy, một chiếc xe City rất đẹp mọi người nhé, đây nó đang thể thao này. Đấy, mọi người đang có nhu cầu về những chiếc xe này thì hãy liên hệ cho em gọi qua hai số điện thoại, đó là 0906034285 hoặc 0397265286 mọi người nhé. Địa chỉ gần bên em thì nằm ngay trên mặt đường quốc lộ 10, gần ngã tư Quán Toan. Đấy, mọi người có thể đi xe nhà hoặc đi xe khách thì đều khá là thuận tiện. Đấy, còn bây giờ thì em xin kết thúc video tại đây. Hẹn gặp lại mọi người ở những video tiếp theo mọi người nhé.